Chào các bạn, mình đang ở cái bãi đá Stonehenge. Hôm nay là ngày 30 đúng không? Tháng 10 năm 2017 và mình rất là vui khi mình đến được cái bãi đá này. Cái bãi đá này là các bạn xem trên hình ảnh, trên báo chí, trên TV, trên internet là các bạn biết là cái bãi đá này là nó là nổi tiếng thế giới. Nó được công nhận đó là một cái di tích lịch sử của thế giới. Và cho tới giờ này thì cái bãi đá ở nước Anh này nó còn chứa rất là nhiều điều bí mật. Và cũng chính vì điều đó mà mình phải dành thời gian để mình đến đây. Thì nó cách thủ đô London là 130 km. Và sáng ngày để đi được ra bãi đá này thì mình phải thức dậy từ lúc 5 giờ rưỡi. Và mình phải đi qua trạm xe lửa, rồi qua tàu điện ngầm, rồi mới lên xe buýt. Và giờ này thì mới có mặt ở đây, giờ này là 11 giờ trưa London, để có mặt ở đây. Thì các bạn thấy bây giờ các bạn đếm á, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 thì nó khoảng, người ta đếm ở đây là nó khoảng hơn 30 chục viên đá. Cái điều người ta thắc mắc á là mỗi viên đá nó rất là bự, và ở đâu thì có những cái tảng đá này. Thì người ta tính toán rằng là cách đây khoảng 400 cây số thì mới mang được những cái tảng đá này về, nó mới có những cái ngọn núi và mang được cái tảng đá này về. Thì cách đây hơn 4.000 năm, người ta tính toán cái niên đại thì cách đây đã hơn 4.000 năm, thì không biết là người ta đã mang những cái tảng đá này từ đó về đây nó như thế nào với cái con người, với sức người từ đó 400 cây số các bạn. Thì mới có một nước, các bạn thấy ở chung quanh đây này, các bạn thấy toàn là đồng bằng, các bạn thấy đồng bằng mênh mông vậy đó. Không có hình ảnh bóng dáng núi đồ gì hết. Thế là người ta đã làm gì để người ta đưa những cái tảng đá này về? Và cái thời đại đó, người ta tính toán cái niên đại đó hơn 2.000 năm trước công nguyên và bây giờ 2.000 năm nữa, thì người ta tính toán là cái thời đại đó là cái thời đại đồ đá. Vậy thì người ta đã làm gì để người ta mang và đưa này về? Và thế là người ta chôn nó xuống dưới đó là 1 mét, và cái độ nhú lên cao. Và người ta đẽo, nó có cái mỏng các bạn thấy không? Chỗ này nó có cái mỏng này để người ta chôn xuống. Vậy thì cái vấn đề đặt ra là làm sao người ta đưa lên những viên đá rất là bự và rất là cao nó như vậy, để các bạn thấy rằng là nó có rất nhiều bí mật. Và người ta đưa cái này lên để cái mục tiêu nó là gì? Mục tiêu nó gì, theo những hình thù gì? Thì theo cái người ta nghiên cứu thì hình như là nó có, theo hình nguyên thủy của nó là hình như là nó có một cái vòng tròn ở bên ngoài. Các bạn thấy đây này, cái dải đá này, đá ngã đây này, này là một cái vòng tròn bên ngoài, rồi ở bên trong là một cái vòng tròn, phía bên trong nó cao hơn. Người ta nghiên cứu rất là nhiều nhưng mà giải vẽ rõ ràng ra thì bây giờ thì chưa. Thì cũng rất là tuyệt vời là những cái tàn tích này được bảo vệ cho tới ngày hôm nay, qua bao nhiêu thế kỷ, qua bao nhiêu sóng gió, qua bao nhiêu thời gian, qua bao nhiêu các cái đời vua chúa lên xuống, chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai, thì những cái điều này nó cũng đã được bảo vệ. Cách đây cũng vài chục năm trước thì người ta cũng cãi lộn, ở Anh người ta cũng cãi lộn rất là kịch liệt để làm sao đó người ta tính xây rồi những cái cơ sở hạ tầng đồ chung quanh đây. Nhưng mà chừng cuối cùng á, ở đất nước Anh người ta cũng đã thống nhất ra được rằng là người ta quyết định người ta bảo vệ nó, là toàn bộ các bạn thấy mênh mông xa lắc xa lờ, là để một cái cánh đồng rất là thiên nhiên, toàn bộ khu này được bảo tồn hết các bạn, không trồng gì hết, chỉ có trồng cỏ thôi. Và các bạn biết đoàn mình ở rất là xa, các bạn thấy ở lùm cây xa các bạn, ở rất là xa, xe mình ở phía đằng sau những cái lùm cây đó. Các bạn thấy gần đây là không có xe nào tới gần được đó. Rồi các bạn thấy đoàn người đi bộ vào không ạ? Người từ rất xa để đi bộ vào, rất là xa, không có đi tới gần được, xa đó. Rồi từ đó rồi mình mới có một cái xe trung chuyển họ chở vào,
Và cái xe trung chuyển nó cũng không có ở xa, nó ở túc ở dưới cái hố dưới kia này các bạn không ạ, ở dưới cái thung lũng phía dưới đó đó các bạn không, cái thung lũng phía dưới đó, ở dưới thung lũng đó, rồi tất cả mọi người phải đi bộ lên. Họ bảo tồn rất là kỹ, họ quyết tâm họ bảo tồn rất là kỹ, và cảm ơn nhà nước Anh đã bảo tồn những cái di sản nó rất là tuyệt vời này để cho chúng ta có được những cái cảnh. Và một ngày nào đó các bạn đến đây thì các bạn cũng tranh thủ đến để chứng kiến cái di tích, cái di sản mà để lại cho loài người. Sáng hôm nay mình đến đây, thứ nhất là mình chứng kiến, thứ hai là mình quay những đoạn video này để chính các bạn chưa đến được nước Anh các bạn cũng nhìn thấy được nó thực tế nó như thế nào, những cái hình bóng đá là nó thực tế nó như thế nào. Mình ráng view lại để cho các bạn thấy đó. Để cho các bạn thấy nó cụ thể hơn. Nó rõ ràng hơn. Các bạn cũng có thể du lịch qua video mà mình đang đi những cái góc độ khác nhau. Dĩ nhiên là họ không cho mình tới gần. Cái khoảng cách các bạn thấy cái luồng dây bảo vệ này. Cái luồng dây bảo vệ này, mọi người chỉ được đi trên cái luồng dây bảo vệ thôi. Và dĩ nhiên là khi đi là họ phát cho mọi người một cái máy bộ đàm này. Cái máy bộ đàm này thì nó có các số đúng không? Và hướng dẫn viên thì cũng không cần phải dẫn theo hướng dẫn gì hết. Họ cài sẵn trong máy rồi. Mình bấm số 1 là tiếng Anh, số 2 là tiếng Nhật, số 3 là tiếng Trung Quốc. Mình cứ bấm và trong máy nó tự phát thôi, khỏi phải nói gì cho nó dài dòng. Cũng rất tuyệt vời là những cái điều này nó đã thu hút rất là nhiều người đến đây. Dĩ nhiên tiếng Việt mình nó không có ở trong này, tiếng Việt mình nó không có ở trong này. Là các bạn thấy ở xa xa là cái cánh đồng cừu, mình muốn view cho các bạn ở xa chút đó, cừu. Các bạn thấy cừu xa nữa xa, các bạn thấy cừu không ạ? Cừu trên đường vào đây thì mình chứng kiến cánh đồng nuôi bò sữa, nuôi cừu, nuôi heo cá các bạn. Các bạn đó là toàn bộ những con cừu ạ. Cái máy mình view hết cỡ rồi, không thể view thêm được nữa. Đó là những con cừu. Những cánh đồng cỏ mênh mông ở đây là cái đặc trưng của những cánh đồng cỏ ở bên Anh. Sẵn các bạn thấy cái cánh đồng đá này rồi thì các bạn cũng thấy ra được một cái bức tranh của cánh đồng cỏ bên Anh, nó mênh mông bát ngát vậy đó. Trời thấy rất là nắng nhưng mà thực sự là không nắng, bởi vì nó đang rất là lạnh. Mình phải cởi bớt một cái áo khoác bên ngoài rồi, nó đang rất lạnh. Có nãy mọi người này họ mặc áo lạnh họ đi không ạ? Và mình sẽ quay cho các bạn những cái điểm tiếp theo khi mình tới những cái điểm khác. Các bạn nhớ bấm vào những cái nút đăng ký để khi mình đi đến đâu thì mình quay đó để mình đưa lên để các bạn thấy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều khi các bạn xem đoạn video này. Bye bye các bạn.